Chào mọi người, các bạn có khỏe không? Rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong chương trình Easy Vietnamese for you. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Việt về chủ đề thời tiết. Tôi sẽ dạy các bạn về các từ vựng tiếng Việt nói về thời tiết. Có nhiều kiểu thời tiết và có nhiều kiểu nhiệt độ. Chúng ta bắt đầu chương trình nói về nhiệt độ trước nhé. Nói chung chung về nhiệt độ ở ngoài trời, chúng ta thường hay nói từ nóng đến lạnh. Nóng, lạnh. Từ nóng đến lạnh. Chúng ta cùng xem ảnh và miêu tả về thời tiết nhé. Trời nóng. Trời nóng. Ở bên ngoài trời nóng. Ngoài trời nóng. Trời nóng thường vào mùa hè. Trời lạnh. Trời lạnh. Ở bên ngoài trời lạnh. Ngoài trời lạnh. Vào mùa đông trời thường lạnh. Trời mát. Trời mát. Trời mát. Ngoài trời mát. Ở bên ngoài trời mát. Vào mùa thu trời mát. Vào mùa thu, trời mát mẻ. Trời ấm. Trời ấm. Ngoài trời ấm. Bên ngoài trời ấm. Vào mùa xuân, thời tiết thường ấm áp. Ấm. Ấm áp. Mát, mát mẻ. Trời băng tuyết. Trời băng tuyết. Ở bên ngoài trời đóng băng. Ở Việt Nam thì thường rất là hiếm hiện tượng thời tiết có tuyết hay là băng. Chỉ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu thì có một số vùng là có tuyết rơi nhưng mà rất là ngắn ngày, chỉ trong khoảng một tuần vào mùa đông thôi. Khi các bạn muốn nói nhiệt độ cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể nói về độ C hoặc là độ F, tùy theo ở quốc gia các bạn dùng. Ở Việt Nam thường dùng là độ C. Hôm nay ở chỗ tôi nhiệt độ khoảng 26 độ C, trời không nóng, trời khá là mát mẻ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói về các kiểu thời tiết. Ngày nắng. Ngày nắng. Ngoài trời đang nắng rất to. Ngoài trời nắng chói chang. Ngày mưa. Ngày mưa. Ngoài trời đang mưa. Ở Việt Nam vào mùa xuân trời thường mưa phùn. Mưa rào. Mưa rào.
có nghĩa là mưa nhiều và rất to. Vào mùa hè, trời thường mưa rào. Ngày trời đầy mây. Trời nhiều mây. Trời nhiều mây. Ngày trời tuyết. Ở rất nhiều nước trên thế giới, vào mùa đông trời thường có tuyết. Nhưng ở Việt Nam, mùa đông trời không có tuyết. Bão tuyết. Bão tuyết. Ngày có gió. Ngày gió. Ngoài trời gió đang thổi mạnh. Ngoài trời gió thổi rất mát. Ngày sương mù. Ngày sương mù. Ngoài trời sương mù rất nhiều. Trời nồm. Trời nồm. Một kiểu thời tiết rất đáng ghét ở Việt Nam. Đây là một hiện tượng thời tiết khá là phổ biến ở miền Bắc của Việt Nam, thường diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Nó xảy ra khi độ ẩm không khí ở mức cao trên 90%. Vào các ngày trời nồm thì ở sàn nhà hay ở tường sẽ xuất hiện dạng sương mù, rất là ẩm ướt, rất là khó chịu. Nó dễ gây mốc nhà, mốc tường.